Hello cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Thảo dắt cả nhà mình đi một cái nursery rất là nhiều loại trái cây của Việt Nam mình đó cả nhà ơi. Cam, quýt, bưởi, chanh, rồi ổi, rồi cóc, xoài, mãng cầu na, nói chung nhiều lắm cả nhà ơi. Thảo nhìn Thảo mê luôn đó. Vườn nhà Thảo bây giờ là không có chỗ để nữa rồi mà Thảo vẫn mê. Vẫn vô đây là thấy thèm đó cả nhà, vẫn muốn mua. Để bây giờ Thảo sẽ quay cho cả nhà mình xem nè, cây nào cây nấy trái quá trời luôn cả nhà ơi. À, dễ thương chưa? Đây là một cái cây quýt nè cả nhà ơi. Hiệu này hiệu gì thì mình không có biết ha. Mỗi một cái cây á, nó có một cái hiệu, một cái giá nó khác nhau. Thì Dancy, tên cũng là Dancy gì đó không biết nữa. Đó, quá trời trái luôn nè, cả nhà thấy mê không? Đó, đã chưa? Trái nhiều lắm luôn. Đó, lủng lẳng luôn nè cả nhà ơi. Tên tên tên. Đây là những cây tắc đang có trái như vậy đó cả nhà. Thì bây giờ nếu mà mình muốn mua để chưng Tết thì lúc này mình mua những cây tắc này về là rất là hay luôn ha. Để Tết nay mình có một cây tắc trước nhà rất là đẹp cả nhà ơi. Bên này là những cây tắc nhỏ và quýt cam còn nhỏ. Ở trong vườn này rất là nhiều tắc và quýt mà đang có trái sẵn đó cả nhà. Để cho anh chị em chúng ta nếu mà ai muốn để mình mua, mình vừa có thể ăn được, trồng được và mình chưng Tết nữa đó. Bưởi nè cả nhà. Không biết cái bưởi này hiệu gì nữa. Ô liu nè cả nhà. Tại vì mình có mấy bà chị ở Việt Nam hay coi kênh của mình, không biết cái ô liu tươi. Đó, chụp hình cho họ không? Dạ, quay luôn. Để là Thảo bên đây nó chùm chùm dễ thương nè Thảo. Ô liu tươi nè cả nhà. Ồ. Đẹp quá. Ô liu còn sống nè cả nhà. Khi mà nó chín nó sẽ màu đen, tím đen. Đây đây đây, chín này nè. Ăn được không ngoại? Hả? Ăn được. Mà điều nó thiệt đen á, lựa cái trái nó thiệt đen. Đấy. Ăn thử con trái coi nó là sao. Quá trời ăn trái. Ăn tốt chứ đâu có sao. Chịu ăn nó hơi khó, không quen ăn nó hơi khó. Mình phải ngâm muối. Đắng dữ ngoại. Ê, đắng như cái ninh vậy đó. Đúng rồi, mình về mình phải ngâm muối. Đắng quá vậy. Mình phải về mới ngâm muối, mình làm chua đó. Ừ. Nhưng mà ăn được nó rất là tốt. Đây là cây cây gì nè? À, cây này cây kim quất á. À, kim quất. Kim quát gì đó. Lô quát. Lô quát. Dạ. Ô có chừng té nha. Đất đai đổ đây nó ấy ngoài. Chanh nè cả nhà. Cây kim... mỏng da đó. Dạ. Chanh làm như chanh ngọt á thằng. Bưởi nè cả nhà ơi. Cam, chanh, quýt, bưởi thì hiện tại trong vườn rất là nhiều trái luôn. Còn có nho thân gỗ, khế, bơ, xoài, mận, cóc, ổi, mãng cầu na nhiều lắm. Đây là những trái của cây Phật thủ. Và cây bưởi quá trời trái cưng quá cả nhà ơi. Đây là cam. Đẹp quá cả nhà. Ngoại, cam đẹp ha. Bên này là quýt. Bên này là quýt. Cô chú bác anh chị em ai ở gần cái khu vực của Thảo ha, nếu mà muốn mua những cây này về để mình trồng cũng như là muốn mua để chưng Tết cho đẹp thì cứ liên hệ trực tiếp với Thảo 510-774-1117. Thảo sẽ đem cây về nhà rồi mọi người đến nhà Thảo lấy nha. Chứ Thảo không có ship đi tiểu bang được cả nhà ơi. Cái này lấy tại chỗ bởi vì cây rất là to, mình không có thể nào ship được ha. Cả nhà mình nhìn nè, hai trái ổi dễ thương chưa. Trong vườn này rất là nhiều cây mà có trái, bởi vì cây chiết, cây ghép không đó cả nhà. Đẹp lắm. Mình mua về là mình có trái sẵn luôn, hoặc là mùa hè sang năm là có trái luôn rồi. Rất là thích luôn cả nhà ơi. Nếu ai muốn mua cây nhỏ hoặc là cây lớn đều có hết nha cả nhà. Giống như xoài, nhãn, vải, ổi, đây là nho thân gỗ.
Cây lớn hay cây nhỏ Thảo đều có size hết nha. Cứ liên hệ trực tiếp với Thảo. Thảo ở Vallejo, zip code là 94589. Và nếu cô chú anh chị thích thì đến nhà Thảo chở cây ha. Chứ Thảo không có đi giao local hay tiểu bang, Thảo đều không có giao được. Những cây này á, là ở trong một cái farm của ông anh, cho nên là mình lấy với giá rất là hữu nghị, không có mắc đâu cả nhà nha. Cứ liên hệ với Thảo, mình sẽ biết cái giá cụ thể của từng loại. Vườn này nói chung là Thảo thấy hội tụ đầy đủ hết những cây ăn trái của miền nhiệt đới của mình ha. Đây là những cái cây nhãn rất là to và đang có trái luôn. Đa phần trong vườn này nhiều cây đang có trái lắm cả nhà ơi. Còn nếu quý anh chị nào muốn cây nhỏ hơn, rẻ hơn một chút xíu thì sang năm có trái ha, cũng có luôn. Còn đây là một cây nhãn nè, trái chín rồi đó. Thảo đang chỉ lên cái chùm trái của nó đó cả nhà. Mà tại vì cái vùng này xe nó ồn á, Thảo không có để tiếng được. Nhiều lúc có nhiều cái đoạn video nó ồn quá, Thảo đành bỏ tiếng để mình lưu lại cái tiếng khác. Nhiều cây ăn trái lắm luôn. Ồ, sao ri Việt Nam đã quá ngoại ơi. Măng cụt, bòn bon, dâu gì quá trời cả nhà ơi. Đây là những cái trái sơ ri Việt Nam này cả nhà. Đó, lâu lắm rồi Thảo mới thấy lại cây sơ ri Việt Nam. Sao chê nào ngoại nào. Mận rồi mãng cầu do thái, quá trời thứ luôn, không biết đọc sao hết. Cho nên là cô chú anh chị em nếu mà ai thích thì cứ nhắn cho Thảo để mình biết thêm về những cái loại cây mà cô chú anh chị cần, hoặc là giá cả cụ thể ha. Đây là một cái cây saboche đen đó cả nhà. Cây này Thảo cũng có trồng ở nhà một cây nữa. Lụ quá trời trái nè, người ta không ăn luôn, nứt nẻ lum luôn. Trời ơi nó bự. Ồ ô trái này nó bự nè, bự ghê luôn, chín hết rồi, mê quá cả nhà ơi. Đây là cây ổi dâu, màu rất là đẹp cả nhà ha. Có cả ổi dứa nữa, ổi Việt Nam, ổi Thái, ổi Đài Loan, ổi Ấn Độ, vân vân, các loại ổi luôn cả nhà ơi. Có chanh dây nữa nè, măng cục, cái gì cũng có.
khế nè cả nhà. Khế này thì khế cây nhỏ nè. Cây khế con đang có bông mà chắc là nó sẽ rụng hết lạnh này á bà ngoại. Đây là một cây chanh ruột hồng đó cả nhà. Đây cũng là một cái loại chanh hiếm ha. Cái lá nó gọi là lá cẩm thạch bởi vì nó có hai màu. Còn cái khu bên này á, là đa phần là khu của những cây Mỹ, là apple, là cây bơm của Việt Nam mình đó cả nhà. Apple nè, lê nè, đào đó, nói chung là những loại cây Mỹ ở đây. Có sả nữa đó, những chậu sả này cũng được bán đó cả nhà. Thảo sàng sàng ở đây, Thảo gặp một đám mía. Quá đã luôn. Ồ, đã quá cả nhà ơi. Thảo nhìn cái đống mía này Thảo mê rồi cả nhà ơi. Trời ơi, thấy đã ghê chưa. Quá trời mía luôn. Đây có cái hồ sen. Mà mùa này lạnh sen chết hết rồi. Quá trời mía nè. Mê quá cả nhà ơi. Nhớ mập mập không à? Còn đây, cây này là cây ốc chó này cả nhà ơi. Thảo cũng rất là thích trồng cây này luôn đó. Mà ở nhà hết đất rồi, đành chịu thôi.